Xin chào quý các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bà Châu Lex, một trong hai hãng loa có cái lịch sử cực kỳ lâu đời, cũng là hai cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường âm thanh, đó là hãng Zamo đến từ Đan Mạch và hãng Kalib đến từ Mỹ. Cả hai hãng đều có cái lịch sử phát triển những dòng loa khác nhau và có cái lịch sử cực kỳ lâu đời, và chúng có nhiều cái đối thủ phân khúc cạnh tranh nhau trực tiếp trên thị trường âm thanh, từ dòng loa hi-fi cỡ nhỏ tầm trung cho đến những dòng cao cấp. Và một trong những dòng loa mà cũng tạo ra rất nhiều những cái đắn đo về cái sự lựa chọn của hai cái thương hiệu này và là hai cái đối thủ cạnh tranh nhau trực tiếp trên thị trường âm thanh Việt Nam, đó chính là mẫu loa hi-fi cỡ nhỏ nhất của hai thương hiệu Zamo C925 5 mã và Kalib RP4000F. Video ngày hôm nay thì Đức Anh sẽ cùng quý các bạn, chúng ta sẽ có cái sự trải nghiệm đánh giá chi tiết về hai dòng loa này để các bạn có thể giải đáp được cái bài toán chúng ta nên lựa chọn dòng sản phẩm nào trong hai mẫu loa này. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Với hai mẫu loa này thì có cái thiết kế cũng khá là tương đồng nhau. Về kích thước thì quý bạn có thể thấy được Zamo C925 5 mã có cái thiết kế trường loa hơn và to hơn so với lại mẫu Kalib RP4000F. Cả hai mẫu loa này thì đều được thiết kế theo dạng là sử dụng cái dạng loa cột và có cái vật liệu làm nên thùng loa bằng gỗ MDF rất là dày và cao cấp. Mặt trước của loa thì như các bạn có thể thấy được là nó có bảo vệ bằng một tấm e-căng bằng vải, và bên Zamo này cũng thế. Cả hai cái mặt tấm e-căng này để sử dụng cái công nghệ là 500 hit, thế nên các bạn có thể tháo ra và lắp vào một cách dễ dàng, chúng ta không cần phải chỉnh quá nhiều. Đó, thả tay ra là nó sẽ tự động hit lại. Zamo cũng thế nha các bạn nhé. Đây, đó, đều là sử dụng những cái công nghệ rất là tiên tiến và nổi bật. Về phía chân đế của hai mẫu loa này thì chúng ta có thể thấy được nó đều có sử dụng cái vật chân đế làm bằng kim loại rất là chắc chắn và vững chãi khi các bạn đặt trên loa này, đỡ tạo ra cái độ rung cho cặp loa khi sử dụng. Với Kalib RP4000F thì sở hữu cho mình một la chép họng kèn và sử dụng cái công nghệ là Hybrid Chassis Hole ở góc mở là 90-90 hợp chất silicon. Đường kính loa chép lên tới 2,54 cm, rất là to, và nó sử dụng cái cấu trúc là Lilia Travel Suspension, một trong những cấu trúc độc quyền để thiết kế dòng loa chép của Kalib, tạo ra độ phủ rộng và tiếng chép tách chi tiết ở các giải cao, đặc biệt là giảm thiểu những cái độ chói khi mà ở những cái giải cao của chiếc loa chép này, kết hợp với là hai loa woofer. Các bạn có thể thấy ngay ở bên dưới, hai loa woofer này sử dụng cái công nghệ độc quyền của hãng và sử dụng cái công nghệ là màng Ceramatalix được phủ một lớp đồng. Đó, rất là đẹp và rất là ấn tượng trên dòng loa Kalib. Đường kính là 15 cm và đặc trưng là hai viền gân cao su để giảm thiểu cái độ rung chấn lên màng loa này, giúp cho hệ thống loa woofer hoạt động tối ưu và tạo ra âm bass âm trầm, uy lực và sâu lắng. Về phần Zamo C925 5 mã thì không sở hữu cho mình loa chép họng kèn mà nó sở hữu cho mình một loa chép bằng lụa và sử dụng cái kỹ thuật là anti depression wavegauge độc quyền của thương hiệu Zamo, tạo lên những cái giải chép rất là mềm mại và chi tiết ở những giải cao lên tới 24 kHz, kết hợp với hai loa woofer có đường kính là 15,2 cm và sử dụng cái màng hợp chất là nhôm titan độc quyền của thương hiệu Zamo như các bạn có thể thấy ở đây. Và nó có cái phần lón rất là đặc trưng giống như hình viên đạn làm bằng vật liệu kim loại, các bạn có thể thấy ngay. Và chúng ta có thể thấy được là nó vẫn sử dụng những cái hệ thống là gân cao su để giảm thiểu rung chấn lên màng loa này, tạo lên những cái âm bass rất là sâu và uy lực giống như dòng thương hiệu Kalib RP4000F. Đó là thiết kế và cái cấu trúc về mặt trước của hai chiếc loa này. Về mặt sau của hai mẫu loa này thì sao? Xin mời quý bạn hãy cùng Đức Anh khám phá mặt sau của hai mẫu loa này. Zamo C925 5 mã có thiết kế mặt sau như các bạn có thể thấy ngay bây giờ. Đó, rất là đơn giản, với hệ thống loa lỗ thông hơi được thiết kế theo hình ống đặc trưng trên mẫu loa Zamo, tạo ra cái độ thoát hơi cho cái luồng khí hơi bên trong, giảm thiểu độ nhiễu ở giải âm bát cho tiếng sâu và chắc gọn hơn. Hệ thống cầu nối loa bằng kim loại rất là chắc chắn, đây các bạn có thể thấy ngay phân đỏ cực dương và cực âm màu đỏ đen. Với Kalib RP4000F thì có một chút cái công nghệ độc quyền và khác biệt so với Zamo ở cái điểm như các bạn có thể thấy được, đó là phần thông hơi. Cũng là một cái phần thông hơi, nhưng phần thông hơi của Kalib RP4000F thì được thiết kế theo dạng họng kèn
Đấy, các bạn có thể thấy này, góc mở hỏng kẹt để cái luồng khí có thể lan tỏa rộng hơn, nhanh hơn, và đặc biệt là nó sẽ phân luồng được cái khí ở bên trong này. Cầu lối loa thì vẫn sử dụng chung là cái cầu lối loa đôi như thế này, và nó có sử dụng cái cầu lối bằng kim loại phủ màu vàng. Đây các bạn có thể thấy ngay. Như vậy là chúng ta đã đánh giá sơ qua về cái kết cấu cấu trúc của hai mẫu loa ngày hôm nay. Và hiện tại thì hai mẫu loa này có những cái thông số kỹ thuật như thế nào? Với RP4000F thì cái mức công suất của chiếc loa này đạt ra là 75W, đạt max là 300W ở trở kháng 8 ohm. Còn đối với lại Zamo C95 2 mã thì có cái mức công suất lớn hơn 165W và đạt max là 330W. Tuy nhiên nó đạt ở cái ngưỡng này là ở trở kháng 6 ohm. Đó, có sự khác biệt rồi. Tần số đáp tuyến thì cả hai dòng loa này đều đáp ứng được cái giải tần số thấp nhất là 37Hz. Tuy nhiên Calip thì lên tới 25kHz, còn Zamo thì đạt được ngưỡng là 24kHz. Đó, có cái sự khác biệt một chút nhá. Đó là những cái thông số, những cái chi tiết về hai mẫu loa này. Vậy đến cái phần quan trọng nhất trong mỗi cái video để chúng ta có thể đưa ra quyết định lên lựa chọn dòng Calip RP4000F hay Zamo C95 2 mã, đó là phần test âm thanh của hai mẫu loa này. Trong phần test này thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ phối ghép với một hệ thống âm ly nghe nhạc đến từ thương hiệu Marantz, một trong những thương hiệu Marantz rất là nổi tiếng của Nhật Bản, với một chiếc âm ly Marantz MPM6007 kết hợp với một đầu CD player CD6007 cũng của Marantz, được thiết kế rất là đẹp và sử dụng những công nghệ rất là đẳng cấp ở trên hai cái hệ thống đồng bộ âm ly và CD của Marantz này. Ngay bây giờ thì không để quý bạn phải chờ đợi thêm lâu nữa, chúng ta sẽ cùng test âm thanh của hai cặp loa ngày hôm nay. Ngày dài nhung nhớ, mình cũng như nhau, trên cao bao vì sao sáng, rừng vắng có bao lá vàng, và đêm yêu sầu cười đi hoa lá chết trong mùa nhớ. Thank you.
Như vậy là chúng ta đã có những cái thông số kỹ thuật và có những cái giây phút trải nghiệm trực tiếp trên hai mẫu loa dòng Hi-Fi nhỏ nhất đến từ hai thương hiệu Zamo và Calip. Với Zamo C95 2 la mã thì chúng ta có thể thấy được cái giải âm thanh khá là mềm mại, và Calip cũng đạt được cái độ mềm mại như thế. Nhưng về quan điểm cá nhân của tôi đánh giá thì cái âm bát của Zamo có độ sâu hơn một chút. Còn riêng về Calip thì chúng ta lại nghe thấy cái độ sáng chi tiết hơn, bởi vì nó sử dụng cho mình một cái họng loa chép, họng kèn, âm thanh chi tiết và sắc nét hơn một chút so với dòng Zamo C95 2 la mã này. Và hiện tại thì hai mẫu loa này đang có cái mức giá cũng khá là tương đồng nhau ở mức phân phối tại Bảo Châu Lex. Với Zamo C95 2 la mã thì có cái mức giá phân phối tại Bảo Châu Lex rơi khoảng tầm 13.280.000 đồng. Và đối với Calip RP4000F thì lại có cái mức giá hợp lý hơn, thấp hơn là 11.454.000 đồng ở thời điểm hiện tại. Vậy thì nếu như các bạn nào mà yêu thích một trong hai dòng sản phẩm ngày hôm nay, các bạn đừng ngần ngại, hãy để lại số điện thoại trong phần comment bên dưới video, hoặc là gọi điện tới số tổng đài 1900-0255 của Bảo Châu Lex, hoặc truy cập website bảochaulex.com để có thể đặt hàng và được tư vấn miễn phí ngay từ bây giờ. Ngoài ra thì hệ thống showroom của Bảo Châu Lex sẽ set up, lắp đặt cho các bạn miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ showroom gần nhất, và có hỗ trợ trả góp với mức lãi suất thấp nhất trên thị trường Việt Nam. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video này của chúng tôi, và đừng quên nhấn like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex, và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý bạn. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Lex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ.